Ok, hello anh em. Chào mừng anh em trở lại kênh Hầu Việt Nhật Bản nha. Mình là Tuấn Anh đây, anh là Tuấn Anh sẽ tiếp tục giới thiệu anh em một lô máy mới đã qua các bước kiểm tra vệ sinh sạch sẽ. Anh em lưu ý các máy của mình là máy hàng nội địa Nhật chuẩn 100% nha anh em. Anh em lưu ý cân nhắc kỹ trước khi mà lựa chọn mã số cũng như trước khi đặt hàng. Thì mình cho hai cái phương thức thanh toán. Phương thức thứ nhất, khi anh em chuyển khoản đầy đủ giá trị đơn hàng, mình sẽ bao ship toàn quốc cho anh em. Còn nếu anh em muốn nhận hàng thanh toán thì vui lòng thông cảm, mình không có bao phí ship nha anh em. Phí ship do đơn vị vận chuyển thu, cụ thể là theo bot nó thu chứ mình không thu phí vận chuyển ha. Ok, thì sau đây sẽ là những con máy chi tiết từng máy, kính mời anh em xem tham khảo. Anh em có nhu cầu sử dụng máy nào liên hệ mình qua số điện thoại để dưới phần mô tả. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu với con máy đầu tiên. Sẽ giống như những video trước thì sẽ là những con máy mà nhỏ gọn nhẹ cơ động cho anh em sử dụng. Đầu tiên mã 961. Con này là của hãng Hitachi nha anh em. Sử dụng đá một tấc, điện áp 100V. 720W, 7.4A, 9.000 vòng trên phút. Coi là tem mát đầy đủ nha anh em, ngoại hình ok ha. À, nguyên bản chính hãng của Hitachi. Sẽ sức lắp ráp dụng tại Nhật, dây nguồn dài khoảng 3 m, test chức năng anh em xem. Công tắc phía đuôi. Máy móc hoạt động êm ái nhẹ nhàng, không bị nạt tia điện anh em. Của hãng Hitachi, sản xuất lắp ráp dụng tại Nhật Bản ha. Mã số trên máy đậm lúa 300 cành, 300k nha anh em. Em lưu ý thì mình sẽ hạn chế nói cái số trên cái máy, tại vì YouTube nó quét nó thấy mình nói số nhiều quá nó không thích nha anh em. Ok, thì mã số in trên máy anh em xem trực tiếp ra giùm mình ha. Tiếp theo là con máy này của hãng Makita anh em. Vẫn sử dụng đá một tấc, điện áp 100V, 7.6A, 720W, con này 11.000 vòng trên phút anh em. Sử dụng đá một tấc của Makita ha. Dây nguồn dài khoảng 3 m. Mã số trên máy, test chức năng anh em xem. Dây nguồn dài khoảng 3 m nha anh em, máy móc hoạt động êm ái nhẹ nhàng ha. Mã số kính trên máy lụm lúa 200k nha anh em. Chuyển từ tiền qua k nha anh em. Đó, anh em nào không biết 300k là nhiêu thì nhắn tin cho mình thông báo rõ cho, tại vì ở trên YouTube thì nó hạn chế rất là nhiều. Ok. Thì tiếp theo sẽ là mẫu Makita huyền thoại, có thể là mẫu anh em cực kỳ yêu thích. Mã số trên máy, tem mát đầy đủ nha anh em. Sử dụng đá một tấc, điện áp 100V, 7.4A, 720W, 12.000 vòng trên phút. Của Makita sản xuất lắp ráp dụng tại Nhật Bản nha anh em. Dây nguồn dài khoảng 3 m. Sử dụng đá một tấc, test chức năng anh em xem. Chín sáu ba mẫu máy mài quyền thân thuộc với tất cả anh em mình ha. Mã số trên máy 350k nha anh em. Tiếp theo mẫu gì vẫn tương tự nha anh em ha, còn đẹp hơn, tem mát đầy đủ. Mã số trên máy, điện áp 100V, 7.4A, 720W, 12.000 vòng trên phút. Con này mắc in da băng nha, sản xuất lắp ráp dụng tại Nhật Bản ha. Anh em xem tem mát đầy đủ. Dây nguồn dài khoảng 3 mét nha anh em. Để chiếc răng anh em xem.
máy móc hoạt động êm ái nhẹ nhàng, không nhạc tiêu điện, và của Makita sản xuất lắp ráp dụng từ Nhật Bản nha anh em. Mã số trên máy ha. Lụm lúa 350 cành nha anh em. Lụm lúa 350 cành. Đây, tiếp theo. Con này con mài nghiêng anh em ha, mã số rồi. Trên máy nè. Đó. Điện áp 100V 7.4A 720W 12.000 dòng trên phút. Con này sản xuất lắp ráp dụng từ Nhật nha anh em. Xem nó nghiêng nè. Dây nguồn dài khoảng 3m. Test chức năng anh em xem. Máy móc hoạt động êm ái nhẹ nhàng anh em ha. Mã số dính trên máy. Đây, anh em xem trực tiếp trên máy giùm mình ha. Lụm lúa 400K. Mẫu tiếp theo, một con máy mài của Makita. Makita con này tem mát đầy đủ anh em. Tem đen, mát in da băng luôn, BLA đầy đủ luôn ha. 9533 nè, anh em có thể xem. Ok chưa? Rồi, dây nguồn dài 3m, công tắc phía đuôi, test chức năng anh em xem. Máy móc hoạt động êm ái nhẹ nhàng, câu nhạc tiêu điện nha anh em ha. Có thắng từ đầy đủ, mã số trên máy. Lụm lúa 400K. Tiếp tục. 9533 BLA. Makita sử dụng đá một tấc, điện áp 100V, 740A, 720W, sản xuất lắp ráp dụng tại Nhật Bản. Đây, mã số trên máy, dây nguồn ghim theo máy luôn nha nè, dài khoảng 3m. Con này có thắng từ luôn ha. Buông ga thắng là liền anh em. Rồi, mã số trên máy, dây nguồn dài 3m, chính hãng của Makita sản xuất lắp ráp dụng tại Nhật. Lụm lúa 400K. Tiếp theo, con này cũng có thắng từ luôn nha anh em. Đẹp hơn, mới hơn. Điện áp 100V, sử dụng đá một tấc. 720W, 7.4A, 9.000 dòng trên phút của Makita sản xuất lắp ráp dụng tại Nhật Bản. Có thắng từ luôn anh em. Chín sáu tám, lụm lúa 400K, 400K anh em. Con này là mẫu siêu đẹp luôn anh em, một mẫu duy nhất ha. Đây, có thắng từ đầy đủ, còn rất là mới, rất là đẹp luôn anh em. Mã số trên máy ha. Ok. Dây nguồn dài khoảng 3m. Có thắng từ đầy đủ. Sử dụng đá một tấc, điện áp 100V nha anh em. 7.4A, 720W, 9.000 dòng trên phút, mát in da băng. Có thắng từ đầy đủ nha anh em. Em có thể xem ha. Có thắng từ đầy đủ, mát in da băng, mã số trên máy, lụm lúa 450K nha anh em. Bu lông Hitachi, mã số trên máy, anh em có thể xem. Điện áp 100V, 360W, 3.8A, 2100 dòng trên phút. Đảo chiều nhanh tay cò, máy bắn bu lông chuyên dụng đầu 3/4 nha anh em. Có búa gấp trượt đầy đủ ha. Đây là máy bắn bu lông chuyên dụng nha, bắn từ 30 trở xuống nha. Mã số trên máy, lụm lúa 350 cành. 350 cành nha anh em, cực kỳ rẻ nha.
Hitachi. Mã số dính trên máy, đầu 1/2, con này có lực rất là mạnh nha em. Có búa gấp trực đầy đủ của Hitachi ha. Điện áp 100V, 380W, 4A, 17.000 dòng trên phút của Hitachi sản xuất lắp ráp dụng tại Nhật. Tới chức năng em xem, đầu 1/2. Bắn bu lông. Đảo chiều nhanh tại cò. Mã số trên máy, lụm lúa 400 cành, 400k nè. Bu lông Makita 1/2, điện áp 100V, 380W. Đảo chiều nhanh tại cò nha em. Bán bu lông chuyên dụng có búa cấp trực đầy đủ, bắn khoảng con 30 chạy xuống là ok hết nha nè. Đầu chuẩn chỉ không gơ lắc ha, rất hợp cho anh em muốn có những con máy hàng giá rẻ nhưng lại đảm bảo chức năng mà do Nhật lắp ráp sản xuất. Mã số dính trên máy, lụm lúa 400k. Cắt gỗ tròn SCS147A, đế nhôm nghiêng 15-30-45 độ, tem mát đầy đủ, 700W, điện áp 100V, 4.500 dòng trên phút, sử dụng một lưỡi 150 của hãng Shinko Sensakuso nghe anh em, thương hiệu đến từ Nhật Bản nha. Lưỡi là lưỡi zin theo máy luôn nghe anh em, lưỡi da băng luôn nè, anh em có thể xem ha. Made in da băng luôn nghe anh em, lưỡi zin theo máy, ok. Test chức năng anh em xem, có thắng từ đầy đủ. Cắt gỗ SCS147A, 380 cành, 380k nha anh em. Cắt gỗ Hitachi, lưỡi zin hợp kim Hitachi theo máy, C6MB3, điện áp 100V, 1050W, 11A, 5000 dòng trên phút, sử dụng lưỡi 165 nha anh em. Vì nguồn dài khoảng 5m, test chức năng anh em xem. Có đèn led luôn nghe anh em. Có thắng tự luôn. Có thắng tự, có đèn led, lưỡi zin theo máy, lưỡi hợp kim của Hitachi. Lưỡi xịn đó nghe anh em, chứ không phải lưỡi Trung Quốc hàng nhái không ha. Này là đồ bãi hết lưỡi. Này nọ là đồ zin hết 100% nghe anh em. Hitachi ha, chính hãng, đế nhôm nghiêng 15-30-45 độ, cắt góc C6MB3, lụm lúa 400 cành, 400k nghe nè. Cắt góc Makita B630BA, 10A, 4700 vòng trên phút, 1050W của Makita sản xuất lắp ráp dụng tại Nhật anh em. Lưỡi theo máy là hợp kim luôn. Đế nhôm nghiêng 15-30-45 độ. Dây nguồn dài 5m, test chức năng anh em xem. Có thắng từ đầy đủ, máy móc hoạt động êm ái nhẹ nhàng anh em. Cắt gỗ Makita, lụm lúa 450 cành, 450k nha anh em. Mẫu đời cao nhất của cắt gỗ Makita, lưỡi hợp kim theo máy là lưỡi zin của Makita luôn anh em. Đời cao, đế nhôm, có đèn led, tem mát đầy đủ, 1140W, điện áp 100V, 12A, lưỡi 165 nha anh em, 4100 vòng trên phút. Đế nhôm nghiêng 15-30-45 độ. Có báo nguồn, cúp điện ra là tắt. Đó. Có đèn led. Đèn led đây. Anh thấy không? Tắt mở. Rồi.
lửa trên máy là lửa kim của Makita. Test chức năng anh em xem. Có thắng từ đầy đủ. Ok, Makita phiên bản đẹp nhất, hoàn thiện nhất, đế nhôm luôn anh em. Nghi 15-14 độ thoải mái thì cho anh em tùy chỉnh ha, lửa hộp kim luôn. Okay. Tên con này là 5638 CBA nha anh em. Ha. Đó, anh em muốn lấy con này thì cứ liên hệ với mình. Đó, mình sẽ gửi con này cho anh em xài. Mẫu cắt gỗ chính hãng Makita này, lụm lúa 550k. 550 cành đó anh em. Độc lạ, hàng nội địa Nhật, máy mài. Con này giống như con Sam nha anh em. Mã số trên máy nha. Đây con máy mài anh em, sử dụng đá một tấc nha. Em gắn vô tháo ra đơn giản gọn gàng ha. Điện áp 100V của hãng Miyamoto ha. 60W, nhỏ gọn nhẹ cực kỳ máy luôn cho anh em luôn. Này của Nhật, sản xuất lắp ráp tại Nhật nha anh em. Đây, cái dĩa là dĩa ghim theo máy, mình để ghim cho anh em luôn ha. Test chức năng anh em xem. Máy móc hoạt động cực kỳ máy nhẹ nhàng. Lửa đang hoạt động nha anh em. Chạy cực kỳ luôn, dành cho chú bác lớn tuổi thể sử dụng thoải mái. Nhẹ nhàng cái máy. Máy mài con Sam, mã số trên máy. Lụm lúa 300k. Máy rung. Tại sao mình gọi cái này máy rung? Thì ứng dụng chức năng của nó, anh em có thể cắt rung, chà rung, nhám rung thoải mái. Anh cần mua lưỡi em gắn vào thì em thích làm cái việc gì thì em gắn vào, nó sẽ sử dụng cái việc đó. Ok chưa? Mã số trên máy. Tem mát đầy đủ. Con này của hãng Shinko Sensakuso nha anh em. Sử dụng điện áp 100V 3.2A. Từ 11.000 đến 21.000 vòng trên 1 phút. 3.2A, 300W. Đây, có hệ thống điều tốc luôn. 1 2 3 4 5 6. 6 mức điều tốc nha anh em. 6 mức điều tốc cung ha. Mình chỉnh về mức 1 mình test cho anh em xem. Công tắc trượt. 1 nè. 2 3 4 5 6. Rung nha anh em. Ha, cái này rung nè. Sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Ok chưa? Công tắc trượt. Mã số trên máy. Lụm lúa 300k. Cưa lộng Blood and Acker. Phiên bản này phiên bản đặc biệt nha anh em. Auto lock. Tháo lắp lưỡi thì tự động anh em, không cần siết gì hết. Ở đây có chốt. Em nhấn cái chốt này vào tháo ra ha. Đó, ok chưa? Cái chốt ở đây nha anh em. Blood and Acker thương hiệu đến từ Mỹ. Có hệ thống điều tốc 6 cấp. Từ 1 tới 6. Tem mát đầy đủ. Điện áp 100V 280W từ 1200 đến 3500 vòng trên phút anh em. Của thương hiệu này sản xuất lắp ráp tại Mỹ, nhập Nhật anh em ha. Blood and Acker. Đó, anh em có xem rồi. Con này siêu độc nha. Cưa lỏng nha anh em. Ha. Đó. Tới chức năng anh em xem. Hai, ba, bốn, năm, sáu. Nhỏ gọn nhẹ nhưng lực lộng cực kỳ mạnh luôn anh em. Anh em mua về sử dụng cũng được, mua về sưu tầm cũng ok. Mẫu này rất là độc lạ luôn. Đây, anh em để gì sao người ta biết là cái cưa lộng. Chỉ một máy duy nhất. Mã số dính trên máy. Lụm lúa 350k. Bào gỗ Makita, mã số trên máy. Sử dụng điện áp 100V 480W 15.000 vòng trên phút. Lưỡi 82 ly. Tên là M1900 của Makita, sản xuất lắp ráp dụng tại Nhật này. Cặp lưỡi ghim theo máy vẫn còn. Đế sạch sẽ sáng bóng. Điều chỉnh đôi nông sâu. Đây, nhẹ nhàng cái máy.
Dây nguồn dài khoảng 3 mét tới tí năng anh em xem. Mã số dính trên máy lụm lúa 450 cành anh em. Tiếp tục sẽ là mẫu bào đẹp hơn, tay mát nát căng, còn cực kỳ mới luôn anh em. Mã số trên máy điện áp 100V, 15.000 vòng trên phút, 480W của hãng Makita anh em, lưỡi 82 ly. Đế sạch sẽ sáng bóng, lưỡi ghim theo máy vẫn còn, tăng đưa nhẹ nhàng cái máy anh em. Test chức năng em xem, chính hãng của Makita sản xuất lắp ráp tại Nhật anh em. Máy móc cực kỳ mạnh mẽ ha, chính hãng Makita sản xuất lắp ráp dùng tại Nhật, anh em lưu ý điều đó nha, đừng so sánh với hàng Trung Quốc, hàng nhái gì mình. Mã số trên máy lụm lúa 500 cành, coi đẹp nha anh em, 500 cành. Mẫu này công suất lớn hơn, được anh em rất là yêu thích nè. Điện áp 100V, 580W, 6A, 16.000 vòng trên 1 phút, lưỡi 82 ly của Makita. Loại này là 580, loại này 480 nha anh em. Dây nguồn zin theo máy luôn, đế sạch sẽ sáng bóng, cặp lưỡi zin theo máy vẫn còn. Tùy chỉnh, tăng đưa, nông sâu ở đây, nhẹ nhàng máy. Còn rất là mới, rất đẹp nha anh em. Nguyên bản nguyên zin của Makita sản xuất lắp ráp tại Nhật Bản. Mã số trên máy lụm lúa 550 cành, 550k nha anh em. Cái đó thì từ tiếng lóng của anh em mình rồi, anh em nào không biết thì có thể bình luận dưới comment ha, mình sẽ trả lời từng anh em. Phiên bản tuyệt vời nhất của dòng Makita nha anh em. Mã số trên máy nha, tem mát đẹp, ngoại hình nét căng mới chát, nguyên bản nguyên zin nha anh em. Điện áp 100V, 580W, 6A, 16.000 vòng trên phút, lưỡi 82 ly của Makita sản xuất lắp ráp tại Nhật, đẹp keng nha anh em. Cặp lưỡi zin theo máy vẫn còn, ok chưa, thì chỉnh nông sâu ở đây. Con này là siêu phẩm đẹp rồi anh em, thích mẫu này là cứ lấy về xài thôi ha, không đáng đo thì nghĩ nhiều. Hàng chính hãng của Makita sản xuất lắp ráp dùng tại Nhật Bản nha anh em. Mã số trên máy ha, test chức năng anh em xem. Cực kỳ mạnh mẽ luôn nha anh em, cực kỳ mạnh mẽ luôn, mới đẹp, chính hãng nguyên bản, mạnh mẽ. Mã số dính trên máy ha, lụm lúa 550 cành nha anh em. Còn anh em mà thích mẫu có thắng từ thì đây, Ruby, mã số dính trên máy ha, con này còn rất là mới luôn anh em. Anh em xem màn hình, đây là hàng limited nha anh em, Ruby sản xuất lắp ráp dùng tại Nhật Bản nha. Điện áp 100V, 450W, 15.000 vòng trên phút, lưỡi 82 ly. Tùy chỉnh nông sâu ở đây, đế sạch sẽ sáng bóng, đế nhôm nha anh em. Test chức năng em xem, con này có thắng từ, buông ra thắng là liền anh em. Mã số dính trên máy, Ruby có thắng, lụm lúa 550k. Makita mà phải chính hãng nữa, mà chính hãng cũng phải của Made in Japan nữa. Thì đây, 990 Makita, lưỡi 82 ly, 16.000 vòng trên phút, 5A, 480W. Con này có thắng từ luôn nghe đây. Đế nhơ, lưỡi zin theo máy, tùy chỉnh rồi nông sâu ở đây ha. Ra vô nhẹ nhàng máy, ok chưa.
dây zin Makita hay máy luôn. Test chức năng anh em xem. Buông ra thắng lại liền anh em. Những con máy đời cao mới có thắng từ. Mã số 9 trên máy. Lụm lúa 600k. Bắn dít đầu khía quyền thoại. Mã số trên máy anh em lại xem. Tem mát đầy đủ. Điện áp 100V 4.8A 400W. Lực bắn từ 0 đến 3.500 vòng trên phút. Máy bắn dít đầu khía quyền thoại của Makita. Dây nguồn dài hơn 5m. Tháo lắp mũi nhanh chóng gọn gàng. Có đèn LED. Ok, test chức năng anh em xem. Đèn LED đây. Đảo chiều, điều tốc đầy đủ. Báo nguồn. Rút ra là tắt nha anh em. Đèn LED là khác, báo nguồn khác. Đây, chức năng của báo nguồn này, ghim điện vào. Đây, anh em sẽ thấy là nó đã cấp được cấp nguồn, nó hiện đèn lên ha. Đèn LED khi em bấm hoạt động nó mới mở sáng ha. Đảo chiều, điều tốc hai bên. Có búa cấp trợ đầy đủ. Máy bắn kích đầu khí quyền thoại. Mã số trên máy. Lụm lúa 700k. Khoan nhỏ gọn cầm tay. Hai chức năng. Bot. Mã số trên máy. Tên BSB 400 gạch 2. Điện áp 100V 400W. Made in Việt Mali ha. Đức nhập Nhật. Hai cấp tốc. Tốc thứ nhất chậm, tốc thứ hai nhanh. Hai cấp in trên cò. Hàng ghi Đức nhập Nhật. Hai chức năng khoan thường và khoan búa. Đầu 10 ly. Test chức năng anh em xem. Về tốc cò em bấm chậm nhẹ, bấm mạnh nhanh. Hai chức. Chức năng thứ nhất khoan thường. Chức năng thứ hai khoan búa. Khoan búa, khoan bê tông. Khoan ok chưa? Con này anh em lưu ý, con này không có đảo chiều nha. Lưu ý điều đó. Mã số trên máy. Lụm lúa 300k. 300k nha anh em. Hitachi Z series. Mã số trên máy. Đầu 13 ly, con này đầu to nha anh em, dành cho em xem chức năng nè. Điện áp 100V 5A 480W từ 0 đến 2.900 vòng trên phút. Full chức năng, điều tốc chỉnh, đảo chiều, khoan búa, khoan thường. Đầu 13 ly bự nha anh em. Điều tốc cò nó bấm chậm nhẹ, bấm mạnh nhanh. Đảo chiều cũng vậy. Đảo chiều hai bên, điều tốc hai bên. Test chức năng. Chức năng khoan thường em nhấn vào đây, có hình khoan thường. Nhấn vào đây. Chức năng khoan búa. Khoan búa dành cho em khoan tường, khoan gạch. Đó. Khoan thường anh em khoan sắt, khoan gỗ. Ok chưa? Mã số trên máy, lụm lúa 350 cành anh em. 350 cành cực kỳ rẻ luôn anh em ơi. Khoan Makita Autolock ship bằng tay ha. Mã số trên máy của Makita nha anh em. Sản xuất lắp ráp dùng tại Nhật nha. 5.6A 530W, công suất hơi bị mạnh á. Để 100V, nhưng mà anh em lưu ý nè. Mình chuyên bán hàng nội Nhật, những cái thông số ghi trên máy là thông số thực tế, thông số chuẩn, chứ nó không có phóng đại lên giống như những cái dòng của hàng Trung Quốc anh em. Anh em để ý, anh em xài nhiều rồi sẽ hiểu điều đó mình nói là chính xác. Còn anh em nào thích xài mẫu nào cũng được thì cái điều đó là chuyện bình thường. Đó. Makita chính hãng sản xuất lắp ráp tại Nhật, thông số chính xác từ nhà máy của mà thông tin được để lên kia lên trên là chuẩn hết từ chi tiết anh em. Đó, con này đầu 10 ly siết bằng tay, dây nguồn dài khoảng 3m, test chức năng anh em xem. Điều tốc cò bấm chậm nhẹ, bấm mạnh thì nhanh. Con này dành cho anh em khoan sắt khoan gỗ nha anh em. Đảo chiều ra vô hai êm ái hai đầu nè. Đảo chiều hai bên, điều tốc hai bên nhẹ nhàng êm ái. Khoan Makita, mã số trên máy.
lụm lúa 350 cành. Anh em thích đời cao không? Có đời cao luôn. Đây, anh em nhìn cái vẻ ngoài nó biết đời cao ha. Makita đời cao, đảo chiều nhiều tóc, khoan búa khoan thường đầy đủ, điện áp 100V, đầu 12 ly, 4.2A, 400W, từ 0 đến 2.900 vòng trên phút anh em, của Makita ha. Con này đời cao nè. Anh em đi qua mấy cái cửa hàng trung tâm công cụ á thì nó sẽ có cái mẫu này rất là nhiều luôn nè. Đời cao nha anh em. Đảo chiều đều tóc đầy đủ, đầu 10 ly, đầu ghim của Makita luôn nha anh em. Giá trị nhầm cho đó. Nè, anh em thấy cái đầu nào khắc chữ Makita thôi. Chỉ có đồ xịn, đồ ghim mới có thôi. Hàng lô làm gì có được. Đâu có công nghệ đâu mà khắc trực tiếp cho trong đầu này. Đây, Makita đây. Rồi, tới chức năng anh em xem. Giờ tóc còi bấm chậm nhẹ nè. Bấm mạnh thì nhanh. Máy móc cực kỳ máy luôn. Đảo chiều. Đảo chiều hai bên. Đảo chiều hai bên, điều tóc hai bên, máy cực kỳ máy. Hai chức năng khoan búa và khoan thường. Tới chức năng khoan thường anh em xem. Độ chắc không nha. Chức năng khoan thường. Máy cực kỳ máy luôn. Anh em mua con này về xài về là đảm bảo là không có cần phải suy nghĩ đắn đo gì nhiều hết. Rất là xịn luôn. Nãy mình test chức năng khoan thường cho anh em xem rồi, giờ tới chức năng khoan búa, khoan tường à, khoan tôm bê tông nè. Đổi chức năng khoan thường nè. Khoan thường cực kỳ êm ái luôn anh em. Mã số trên máy lụm lúa 550k. Rẳng cấp nó khác anh em ơi. Còn dữ hơn nha. Mod BXB 700GE Autolock siết bằng tay. Không những siết bằng, nhiều anh em siết bằng tay nó khó chặt đúng không? Ở đây con này công nghệ của nó đỉnh cao. Nó có cái chốt để anh em siết giữ cái này lại luôn ha. Đó, ghê chưa? Rất là lợi hại anh em. Hai chức năng khoan thường và khoan bê tông. Tay mát đầy đủ anh em. Chiều tóc luôn, đảo chiều đầy đủ. Bot 700W, điện áp 100V, 7.3A, từ 0 đến 3.500 vòng trên phút. Sản xuất tại Lexington, Đức. Bot Đức nhập Nhật anh em. Điện áp 100V ha. Hệ thống điều tốc. Anh em muốn nhẹ nhẹ, muốn chậm chậm. Thoải mái cho dịch tốc độ động cơ. Rồi, auto lock xíu bằng tay. Có chốt khóa cho mũi khoan, mũi gài, mũi anh em sử dụng chặt hơn. Test chức năng anh em xem. Mình sẽ điều chỉnh cho nó tóc nó chậm nhất có thể này nè. Rồi. Đảo chiều hai bên. Máy cực kỳ mạnh luôn anh em, công suất 700W là cực kỳ khủng luôn á. Test chức năng khoan thường. Khoan thường máy sắt khoan gỗ anh em ơi. Nới con dây một xíu đi. Dây dài khoảng 3m nha anh em. Cái này máy này dành cho anh em khoan sắt dày, gỗ dày rồi này nọ rồi, rất ngon. Công suất 700W. Đây chức năng khoan thường, chức năng khoan bê tông nè anh em. Ghê không? Lực búa khủng khiếp anh em. 700W. Nó còn nhiều khi nó còn hơn những con khoan bê tông nữa. Ờ, nếu anh em thích mẫu mà châu bò này thì đây, mã số Boss Đức, chính hãng, sản xuất lắp ráp tại Đức, nhập qua Nhật. Mã số trên máy lụm lúa 600k. Khoan bê tông. Mã số trên máy Boss Đức nhập Nhật anh em. Điện áp 100V, 5.3A, 500W, dây nguồn dài 5m. Có tay cầm ghim thoải mái luôn. Test chức năng em xem. Tem bụng nha, mắt in dẹt mang đầy đàng hoàng ha. Đức nhập Nhật. Có tay cầm hỗ trợ. Chức năng giữ mũi, ok. Hai chức năng khoan thường và khoan tông. Test chức năng khoan thường anh em xem trước nè. Có điều tóc cò luôn nha anh em. Chức năng khoan bê tông.
bố cực mạnh, chốt dài chắc chắn, đảm bảo cho anh em sử dụng thoải mái. Boss Đức nhập Nhật, mã số trên máy lẫm lúa 550k. Tiếp tục, mẫu này đặc biệt hơn, có ống hút thổi bụi luôn anh em, mã số trên máy ha, cây mắt đầy đủ, đĩa 100V 500W 5.3A, mắt anh Việt Money, Đức nhập Nhật, tem với bụng mắt anh Việt Money anh em. Đồ ghi 100%. Đối với mình thì anh em thích mẫu nào lấy mẫu đó thôi. Chứ mà riêng về mà chất lượng hoặc là xuất xứ máy thì mình bao anh em, thoải mái luôn ha. Cực kỳ chắc chắn luôn anh em. Mã số trên máy. Hai chức năng khoan thường và khoan bê tông. Cái chức năng khoan thường anh em xem. Chức năng khoan bê tông. Ok, nhẹ nhàng êm ái. Mã số trên máy, lụm lúa 550k. Quá rẻ trong con khoan bê tông Đức rồi anh em ơi. Mẫu này dành đem sử dụng chức năng nha, tem mát đầy đủ ha, rất là ok luôn á. Mẫu này thì dành cho anh em thích đời cao, có đảo chiều ha. Mã số trên máy, dây nguồn dài khoảng máy bay khoan bê tông là trung bình 5m hết nha anh em. Cái này cũng vậy, trung bình 5m. Tay cầm ghim máy đầy đủ. Mũi ok. Điện áp 100V 6.8A 660W. Con này là công suất mạnh hơn anh em, có đảo chiều luôn. Tới chức năng em xem. Khoan ga nè, khoan vô nè, khoan ga khoan vô. Hai chức năng khoan thường và khoan bê tông. Tới chức năng khoan thường trước. Chân khoan thường, chân khoan bê tông. Hai chức năng khoan thường và khoan bê tông, anh em thích xài chức năng gì anh em xài. Con dòng này có đảo chiều luôn, tá lớp mũi vậy nhanh chóng. Mã số trên máy, lụm lúa 600k, dây nguồn dài 5m nha anh em. Có tay cầm hỗ trợ luôn. Mới hơn, đẹp hơn, dây nguồn dài 5m. Hai chức năng khoan thường và khoan bê tông, có tay cầm ghim theo máy, giữ mũi ok. Cái này nhá, mặt cưa này dễ dính quá. Điện áp 100V 6.8A 650W này. Tới chức năng anh em xem. Dây nguồn dài 5m. Chứ là hai chức năng khoan thường cho khoan bê tông anh em. Chức năng khoan thường. Chức năng khoan bê tông. Hai chức năng khoan thường dùng khoan bê tông. Mã số trên máy, lụm lúa 700k. Đẹp hơn con nãy nha nè, 700k. Con này đẹp nhất rồi anh em ơi. Phải dỡ cái kia ra thôi, để nó dính cái mặt cưa nó xanh dờn. Hai giật tham 2GE anh em. Hai chức năng khoan thường khoan búa, đảo chiều đầy đủ nha. Điện áp 100V 6.5A 620W ha. Có đảo chiều đầy đủ. Cho chức năng em xem. Chức năng dựng mũ ok, dây nguồn dài 5m. Đảo chiều. Dạ. Yeah. Con này lực hơi bị gớm đấy, hơi bị mạnh đó. Cái chức năng em xem. Nói dây vòng vòng chút xíu anh em ơi.
dây dài 5 mét nha anh em. Test chức năng khoan thường. Con gà nè. Con dồn nè. Chức năng khoan bê tông. Lực bố cực mạnh luôn ha. Con này xài thì quá ngon, vừa đẹp, vừa im. Máy mới luôn nè. Từ chi tiết còn rất là đẹp ha, đảo chiều luôn. Mã số trên máy, lụm lúa 800k. 800k nha anh em. Ha. Tiếp tục. Mẫu đục. Em xem được rõ không? Không, để ra dính cái này hoài. 996. Chuyên đục nha anh em. Con này có cao su ốp tai nè, anh em cầm cho anh em quất luôn à. Nha, của Makita nha. Tem mát đầy đủ, điện áp 100V, 11A, 1050W. Tên là HM0810. Đó, HM0810 của anh em đây. Chuyên đục bê tông nha anh em. Con này thì như trâu hút rồi anh em ơi. Lực đục cực khủng. Mã số trên máy, khi anh em mua cái dạng máy đục này thì mình sẽ tặng một mũi đục cho anh em luôn nha anh em. Mũi đục ghim theo máy cho anh em sử dụng luôn ha. Cái chân của nó là chân 17 ly, người ta thường gọi là máy đục 17 ly là dòng này nè. Con này của Makita chính hãng, sản xuất lắp ráp dùng tại Nhật. 0810 điện thoại của anh em nè. Ha. Dài cũ máy mới, dài cũ máy nha anh em ha. Không dưới ba cũ đâu nha. Rồi, con máy này là máy hàng Duy Nhật. Mình thanh lý anh em, mã số trên máy 800k. Tặng mũi đục ghim 800k nha anh em. Dây nguồn dài 5m ha. Đó, HM0810 đây. Sao, mẫu này thì lại là mẫu khác nha anh em. Mẫu này là chiên đục, còn mẫu này là bỏ mũi đục và đục mà bỏ mũi khoan là khoan ha. Vẫn là điện áp 100V, 1050W, 11A của Makita chính hãng nha anh em. Sản xuất lắp ráp dụng tại Nhật á. Bỏ mũi này vô test cho anh em xem nè. Bỏ mũi mũi khoan vô ha, bỏ mũi khoan là khoan nha anh em. Đó, khoan vào. Bỏ mũi khoan là khoan anh em, mà bỏ mũi đục là đục. Cái này thì anh em dùng búa hay dùng cái mũi thì gõ không được. Cái lực của nó dữ lắm nha anh em. Đập xuống nó dữ lắm. Chuyên độ dụng, vừa đục vừa khoan Makita. Đó, khi anh em mua những cái mẫu vừa đục vừa khoan này thì mình tặng em một mũi đục, một mũi khoan, mũi ghim theo máy cho anh em sử dụng luôn ha. Anh em lưu ý nè, mã số trên máy nè. Lụm lúa con này 900k, tặng một cặp mũi nha anh em ha. 900k một cặp mũi. Còn anh em muốn những con máy phiên bản hoàn thiện hơn, mới hơn, mình vẫn có. Số quá đẹp 999 ha. Tam hoa. Dây nguồn dài thì trung bình 5m rồi. Đó, có tay cầm ghim theo máy luôn. Em muốn xây, em xây cái này lên tay cũng được ha, mà tại em để cho xuôi máy thôi. Rồi, thông số máy. Sử dụng mũi tối đa 35 ly, điện áp 100V, 11A, 1050W nha. Tay máy đầy đủ rồi. Em xem Makita chính hãng nha anh em. Cái này thì anh em xoay qua đây, sẽ tới sẽ lui, xoay qua trái qua phải đều được. Chủ yếu chức năng thôi. Test liền tay. Bỏ mùi đục. Kiềm biển cái này là quên. Bỏ mùi đục gì hảo? Là đục. Bỏ nước khoan, là khoan. Lực khủng khiếp,
mua cái khoan rồi giờ tao mua đục nữa. Lực của nó khủng khiếp lắm anh em ơi, rất là mạnh lắm ha, chuyên dụng mà anh em. Đây là mẫu chuyên dụng vừa đục vừa khoan ha. Mã số thì ở trên máy rồi, thì em muốn những cái mẫu này mình đã nói nhiều lần rồi, em mua mẫu máy vừa đục vừa khoan này mình tăng một mũi đục một mũi khoan cho anh em để em sử dụng ha. Makita chuyên dụng chính hãng sản xuất lắp ép từ Nhật, mã số trên đây. Lụm lúa 950k, 950k nha anh em. Ok chưa? Con này anh em chưa hài lòng nữa thì có một con đảm bảo anh em hài lòng. Và con này cũng là con có mã số lớn nhất ha. Thì tới mã số 1000 đây thì sau đó mình sẽ tua ngược lại những mã số nhỏ cho anh em dễ lựa ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok chưa? Rồi thì tập trung con này, nó có điều gì đặc biệt không kia? Mới hơn, đẹp hơn, tay cầm ngon hơn, tem mát đầy đủ rõ ràng hơn. Điện áp 100V, 1050W, 11A của Makita sản xuất lắp ráp dùng tại Nhật Bản, dùng mũi khoan tối đa 35 ly như này. Vẫn là mẫu bỏ mua đục là đục. Bỏ mũi khoan là khoan, tới chức năng anh em xem rồi, rất là mới luôn anh em ơi. Nghe cái lực hơi của nó không? Đây ạ. Cho anh em mình hơi lòng cộng chút xíu nè. Bỏ mũi khoan là khoan, bỏ mũi đục lục. Đây, mũi đục đây. Lực khủng khiếp anh em. Nha. Con này thì cơ cấu của nó là lực nó giống như là xe máy mình cái gì á, nó có cái bít tông nó chạy hơi nó dồn vô trong cái mũi đục, nó dồn hơi vô nó đập mũi đục, cái lực của nó rất là đỉnh và nó xài cũng cực kỳ bền bỉ luôn. Cái mẫu này của nó là cái mẫu bền bỉ nhất của tất cả các dòng đục từ xưa giờ mình bán luôn, thật sự anh em. Em để ý, lúc nào mình cũng tập trung nhiều vào con này hết, hầu như video là cũng có con này, mình lấy con này rất là nhiều thì chất lượng của nó tốt lại mà nó không có bị bệnh giặt nữa nè. Và những thứ mà ví dụ như cái lỗi giặt của nó là gì, hết nhớt cho em thay đây nè, tháo hai ốc này ra là thay rất đơn giản ha. Đó, ngoài ra hết thay là sử dụng tới thôi, nó không có bị bệnh giặt giống như các mẫu khác. Mẫu Makita này thì giống như chùm trong cái dùng đục rồi anh em ơi. Đặc biệt một điều, đây là những con đục chính hãng sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản luôn anh em ha. Anh em cứ yên tâm, thích mẫu nào lấy mẫu đó thì xài. Giờ đây cũng là cái mẫu máy cuối của video ngày hôm nay, thì mã số nằm trên máy nè. Đó, anh em thích mẫu này đem về xài, đảm bảo anh em bao ngon, đục giống như là sấm chớp vậy đó. Lụm lúa một củ chẳng anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều, cảm ơn anh em đã xem video cũng như những bình luận của anh em rất là hay cho mình, đóng góp mình rất là nhiều ý kiến. Giờ anh em muốn xem máy nào nữa thì hãy bình luận phía dưới, mình sẽ xem thông tin. Giờ mình có những video sẽ sau này sẽ có những video mà trả lời cụ thể từng chi tiết, từng comment của anh em luôn, để cho nó sinh động và nó vui vẻ. Ok, cảm ơn anh em đã xem video. Xin mời anh em nhấn nút đăng ký kênh, ấn cái chuông để theo dõi nhiều máy mới nhất. Phương thức thanh toán bên mình khi anh em chuyển khoản đầy đủ giá trị đơn hàng, mình sẽ bao ship toàn quốc cho anh em. Nếu anh em muốn nhận hàng thanh toán, vui lòng thông cảm, mình không bao phí ship nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý khách đã xem video, hẹn gặp quý khách trong video sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những máy mới nhất. Xin cảm ơn.